Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 11 tháng 2, tức ngày 30 Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 30 Tết và chỉ còn ít giờ nữa là chúng ta bước sang năm mới Tân Sửu với những kỳ vọng mới về một năm có nhiều thành công. Chúng ta đang đón một cái Tết rất đặc biệt, sum vầy cùng mọi người trong điều kiện các thành viên toàn xã hội phải thực hiện nghiêm ngặt biện pháp do ngành y tế đưa ra để phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả nhất. Và sau đây là các nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết một số đơn vị phải làm việc trong dịp Tết Nguyên đán. Huyện Yên Mỹ xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang. Không tự giác khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh Covid, hành vi cần lên án. Ấm áp bữa cơm tất niên ngày cuối năm. Gặp gỡ những học sinh tiêu biểu năm 2020. Câu chuyện về những người Hưng Yên ở tỉnh Sơn La. Giá cả thị trường ngày 30 Tết không có nhiều biến động. Quý vị và các bạn, chiều nay 30 Tết, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19, sản xuất nông nghiệp và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên địa bàn tỉnh có 3 bệnh nhân COVID-19 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Từ ngày 8 tháng 2 đến nay, tỉnh đã truy vết, xác định được gần 150 trường hợp F1, hơn 700 trường hợp F2 trên địa bàn huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và một số huyện, thành phố khác. Đã lấy mẫu và xét nghiệm lần 1, các trường hợp đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Ngoài ra liên quan đến ổ dịch tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh khác, từ ngày 27 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh truy vết rà soát được trên 10.000 trường hợp, thực hiện cách ly giám sát trên 9.000 người. Toàn tỉnh hoàn thành đổ ải trên 28.000 ha, đạt 100% diện tích. Các địa phương đã tiến hành làm đất đợt 1 trên 25.000 ha, đạt 91%, làm đất đợt 2 được gần 12.000 ha, đạt 42%, đồng thời tiến hành gieo thẳng và cấy được trên 1.100 ha lúa. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tập trung gieo cấy xong trước ngày 5 tháng 3. Tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề về công tác phòng chống dịch, công tác chỉ đạo sản xuất như phải tập trung truy vết các trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Từ Hồ tại Yên Phú, huyện Yên Mỹ, chuẩn bị thật tốt các kịch bản, phương án phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành y tế cần tham mưu trong việc bổ sung trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, phục vụ tốt công tác điều tra dịch bệnh, tăng cường kiểm soát công tác phòng dịch tại các doanh nghiệp. Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và người đứng đầu các địa phương, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch, chăm lo Tết và đảm bảo đời sống cho nhân dân vùng cách ly. Trực Tết đảm bảo 100% quân số, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trong phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch, đặc biệt là phải chủ động khai báo y tế, bảo vệ chính bản thân và gia đình trước dịch bệnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành địa phương phải có phương án tăng cường kiểm soát công nhân trở lại làm việc sau Tết tại các doanh nghiệp, chuẩn bị tốt công tác phát động lễ trồng cây mùa xuân và mồng 6 Tết, bảo đảm giãn cách trong công tác phòng chống dịch, đồng thời thực hiện đúng tiến độ kế hoạch gieo cấy vụ xuân năm 2021 cũng như phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Cuối giờ chiều, sau cuộc họp, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm chúc Tết một số cơ quan đơn vị trực Tết. Chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên.
Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực Tết, trực phòng chống dịch COVID-19, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương những kết quả nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng thời yêu cầu trong những ngày Tết Nguyên đán, lực lượng vũ trang tỉnh cần làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xử lý các tình huống xảy ra. Đặc biệt, phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly cho nhân dân vui xuân đón Tết bình yên, an lành. Tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Sau Tết, cần làm tốt công tác động viên tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Thăm và chúc Tết cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân của bệnh viện trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã thành lập các đội xung kích phản ứng nhanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi cần thiết. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu, bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt cần chuẩn bị tốt hơn nữa các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kiểm tra động viên tặng quà các thành viên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế tại các chốt kiểm dịch nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn, gìn giữ sức khỏe để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, động viên chúc Tết và tặng quà Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Để chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên có kế hoạch bảo đảm quét dọn vệ sinh đường phố đến hết đêm 30 Tết và bắt đầu làm việc từ ngày mùng 2 Tết. Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những ngày này, mọi người, mọi nhà đều đang quây quần bên gia đình chuẩn bị đón chào năm mới, thì các công nhân của công ty đang miệt mài quét dọn, thu gom rác trên các đường phố vì niềm vui, niềm hạnh phúc, vì môi trường trong sạch của thành phố. Đồng chí mong rằng trong năm 2021, công ty tiếp tục phát huy hơn nữa nhiệm vụ được giao để thu gom, xử lý, bảo vệ cảnh quan môi trường và xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh hiện đại. Thăm và chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, nơi có gần 200 bệnh nhân đang điều trị nội trú và 90 cán bộ trực Tết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện và mong rằng bệnh viện chuẩn bị tốt vật tư nhân lực để chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân đang nằm viện cũng như nhập viện trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, tập trung quyết liệt đồng bộ các giải pháp, đồng thời sẵn sàng chi viện nhân lực, trang thiết bị cho ngành y tế để phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao trình độ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc Tết tại Công ty Điện lực Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa Phố Núi. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên báo cáo về công tác chuẩn bị cấp điện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán, phương án xử lý sự cố, đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của ngành điện lực trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp, phối hợp với ngành công thương, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng, tăng cường các biện pháp an toàn sử dụng điện và phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại Bệnh viện Đa khoa Phố Núi, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo nhanh công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 và kế hoạch trực trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Trần Quốc Toàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y bác sĩ của các đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong rằng đội ngũ y bác sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.
tuân thủ thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm đủ nguồn lực về trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để chủ động sẵn sàng ứng phó với dịch. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà cho Công ty Môi trường Đô thị thành phố Hưng Yên và tặng quà Tết cho 20 nữ công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Là đơn vị có đội ngũ nữ công nhân lao động đông, thường xuyên phải làm thêm, tăng ca vào ngày nghỉ, ngày lễ Tết, song chị em công nhân luôn cố gắng nỗ lực làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 306 về việc hướng dẫn người dân về quê đón Tết Tân Sửu 2021. Kính gửi Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, nhằm góp phần khống chế không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân sinh sống, công tác, học tập, làm việc ở nơi khác về quê ăn Tết, thực hiện tốt việc khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương gần nhất qua điện thoại, tin nhắn, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, khi tiếp xúc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tụ tập, ăn uống, chúc Tết. Ủy ban Nhân dân các huyện chỉ đạo thông tin rộng rãi số điện thoại của cơ quan y tế địa phương trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân biết thực hiện khai báo y tế. Khuyến cáo người dân từ vùng dịch về địa phương ăn Tết, thực hiện cách ly tại nhà đến khi đi nếu không đủ 14 ngày hoặc đủ 14 ngày theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi có biểu hiện ốm như ho, sốt, khó thở, phải báo ngay cho cơ quan y tế của địa phương. Yêu cầu người dân khi di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng tuân thủ quy định về việc phòng chống dịch, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, đồng thời ghi lịch trình đi lại và cung cấp thông tin, tên, địa chỉ, điện thoại cho nhà xe. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Tiếp theo là tin Công an tỉnh triển khai các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế thành lập 24 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Thăm và kiểm tra các chốt kiểm soát, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu lực lượng phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay, lực lượng chức năng huyện Yên Mỹ đã kiểm tra xử phạt hơn 10 trường hợp vi phạm hành chính quy định phòng chống dịch COVID-19 với hành vi không đeo khẩu trang khi đi ra đường tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng theo Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, các trường hợp trên đã chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng và ký biên bản nộp phạt theo quy định. Trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng công an, quân sự, cán bộ y tế huyện Yên Mỹ làm nòng cốt, duy trì trực chốt điểm đường dẫn lên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và 8 điểm chốt phong tỏa xã Yên Phú, các cơ sở cách ly tập trung, thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt nghiêm việc người dân không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhân 2060 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ có tiểu sử dịch tễ tiếp xúc với người đến từ vùng dịch và từ vùng dịch trở về không thực hiện khai báo y tế. Xung quanh vụ việc, chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến cần lên án hành vi này. Như thế là thiếu trách nhiệm. Trước hết là thiếu trách nhiệm cho bản thân và sau đó là cho gia đình và cộng đồng. Nếu mà ai cũng ý thức tốt thì sẽ không ảnh hưởng cho mọi người. Nhưng ai cũng không có ý thức như thế thì sẽ là cho tất cả mọi người đấy, coi như là cái Tết năm nay là mất vui. Nếu như mà không khai báo nó xảy ra thì cái đấy là cũng là một cái lỗi lớn của mình. Hành động này đáng lên án và phải có những biện pháp cũng như là răn đe kịp thời. Và đặc biệt là nếu trong cái trường hợp mà đã lây nhiễm trong cộng đồng thì thậm chí là còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không
chỉ chính mình mắc bệnh, vợ và mẹ vợ của bệnh nhân 2080 cũng lây nhiễm COVID-19, trở thành bệnh nhân số 2062 và 2063. Liên quan đến 3 bệnh nhân, xác định được gần 150 trường hợp F1, hơn 700 trường hợp F2 trên địa bàn huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và một số huyện, thành phố khác. Trong đó có 18 cháu trẻ mầm non ở xã Yên Phú là đối tượng F1. Toàn bộ xã Yên Phú bị phong tỏa, hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu phải thực hiện giãn cách xã hội khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Hành vi nhỏ nhưng hậu quả lớn, một người làm liên lụy đến hàng vạn người, làm cho cái Tết của nhiều gia đình không được trọn vẹn. Trong khi đó, tự khai báo y tế không phải là việc khó. Tối ngày 31 tháng 1, anh Nguyễn Văn Long, sinh năm 2000, ở thôn Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tây Lữ, ngay sau khi biết mình trở thành F1 vì tiếp xúc với F0 là bạn học tại Hà Nội, đã tự cách ly trong phòng, không tiếp xúc gần với người thân, thực hiện khai báo y tế với xã và tự nguyện đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tây Lữ. Do anh Long khai báo kịp thời, không tiếp xúc gần với ai trước đó, nên xã Dị Chế không phải vất vả truy vết, tình hình mọi mặt của xã vẫn ổn định. Đến nay, anh Long có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, sức khỏe bình thường và tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định. Rất tự hào vì cháu đã tự lớn và tự biết chủ động khai báo và cách ly cho gia đình và cho chính bản thân cháu. Đấy là một hành động mà đáng để biểu dương, để liên quan đến cái việc mà làm gương để cho tất cả mọi công dân trên địa bàn làm tốt công tác ý thức trong công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trần Quốc Văn luôn nhấn mạnh, hành động tự giác khai báo y tế chính là hành động yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào. Để có những cái Tết yên vui, đầm ấm, có cuộc sống an toàn, rất cần ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngày 30 Tết càng về chiều, sức mua càng giảm, giá cả ổn định và nhiều mặt hàng thậm chí còn giảm giá. Thưa quý vị và các bạn, 100.000 rồi 80.000 một bó hoa lây dơn gồm 50 bông, 100.000, 50.000 rồi 30.000 một cành đào. Những cái giá mà ngày thường cũng khó có thể có, thế nhưng đang được các tiểu thương tại chợ hoa thành phố Hưng Yên giao bán. Tất cả chỉ bởi lúc này đã là chiều 30 Tết. Giá các loại hoa cây cảnh vốn đã bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nay lại càng rẻ hơn. Theo các tiểu thương, lượng khách đến thăm chợ hoa ngày 30 Tết tăng so với hôm qua. Khách đông nhưng lượng tiêu thụ chậm và giá cả cũng không cao. Nguyên nhân là do tâm lý đợi đến chiều và tối 30 để được các thương lái giảm giá rẻ nhất mới đến mua. Sáng đến chiều là đều lúc nào cũng đông khách, nhưng mà giá bán đào hôm nay thì nó rẻ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Ví dụ ngày hôm qua mà 500 thì hôm nay chắc chỉ được 300 rồi 200 thôi, nghĩa là nó tùy vào cây đẹp xấu. Tiêu thụ kém, rất kém. Bởi vì dân họ luôn luôn nghĩ rằng là Covid cho nên là nó phải rẻ. Như năm ngoái thì này 3 triệu nhưng mà chỉ còn 1 triệu thôi. Nếu buổi sáng chợ Ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đông đúc nhộn nhịp thì buổi chiều lại vắng vẻ như ngày thường. Các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau xanh, trái cây, các loại thịt vẫn dồi dào, không có tình trạng khan hiếm. Không có gì thay đổi cả, giá cả phải chăng thôi, nó vẫn như là ngày thường, thực phẩm cũng là vẫn ổn định và giá lợn thì xuống. Mọi năm thì những ngày này bọn chị mổ 7-8 con, rồi chục con có, nhưng năm nay chỉ 5 con, 4 con, nó ế giảm đi gần như một nửa. Ghi nhận chung, chợ ngày Tết vẫn xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do có sự bổ sung nguồn cung cấp. Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến thị trường mua sắm dịp Tết Nguyên đán không sôi động như mọi năm. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu bữa cơm tất niên đã trở thành nét đẹp truyền thống trong đời sống tâm linh của người Việt, gợi nhớ lại cảnh sum họp trong ngày cuối cùng của năm cũ của các thành viên trong gia đình. Và dù đi xa đến đâu cũng nhớ bước chân quay về để gặp gỡ, chia sẻ về một năm vừa qua đi và ước vọng về một năm mới. Năm nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng do các con, các cháu đều sinh sống, làm việc ở những địa phương chưa có dịch, nên ông Phạm Văn Tiền ở thôn 3, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên vẫn quyết định tổ chức bữa cơm tất niên. Cả gia đình cùng tập trung quây quần sửa soạn mâm cơm tất niên, dâng lên ông bà tổ tiên, tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới. Đây là tập tục được gìn giữ trong nhiều năm.
Mọi năm thì gia đình tổ chức Tết truyền thống Tết cổ truyền này thì có nhiều cái nó vui hơn và nó đặc sắc hơn. Năm nay thì là do vì dính phải cái Covid cho nên là gia đình cũng tổ chức nó giảm tiện hơn so với mọi năm. Nhưng mà mâm cơm ngày Tết thì không thể thiếu được những món ăn như giò chả, giò nem ninh mọc. Đấy là cái truyền thống ngày xưa của các cụ để lại. Nhắc nhở các cháu là những ngày Tết cổ truyền này là luôn luôn phải nhớ về tổ tiên, luôn luôn phải nhớ về cội nguồn. Ông, người cháu, người con người gặp nhau nó sướng lắm. Con cái trưởng thành, ai cũng có gia đình riêng nên càng ít có dịp gia đình sum vầy đông đủ. Bữa cơm đoàn tụ ngày cuối năm lại càng trở nên ý nghĩa, thiêng liêng, là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình, nhắc nhở những người con dù đi xa đến đâu cũng nhớ bước chân quay về sum họp. Mình thì lấy chồng xa được năm nay là được 16-17 năm rồi, nhưng mà hàng năm thì cũng không có dịp để về quê đâu. Một năm chỉ về được 1-2 lần, nhưng hôm nay 30 Tết về thấy không khí Tết rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc và đầm ấm. Truyền thống để lại thì chúng tôi sẽ duy trì và noi theo. Cả một năm lao động vất vả, chỉ có mong đến ngày Tết này mới được gặp họp anh em, được chung vui bữa cơm trong 30 Tết để anh em có sự đoàn kết. Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều thành viên gia đình ở miền Nam, miền Trung hay nước ngoài không thể đoàn viên quây quần bên mâm cơm gia đình ngày cuối năm. Song họ vẫn nhìn thấy nhau, cùng ly rượu để kể cho nhau về năm cũ sắp qua đi và đón năm mới trên các ứng dụng của mạng xã hội. Giữa thời khắc đất trời sang xuân, con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ báo cáo tình hình của bản thân trong năm, từ việc học hành, làm ăn đến chuyện tình cảm hoặc đơn giản là kể những chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc sống. Năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo Hưng Yên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần làm giàu đẹp thêm truyền thống của quê hương. Và để đạt được những thành tựu đó, có phần đóng góp không nhỏ của những học sinh, sinh viên ưu tú, ngày đêm cố gắng để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Tết Nguyên đán năm nay thật đặc biệt với em Nguyễn Thị Hiếu Anh, lớp 12 hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Không chỉ xuất sắc giành giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học với số điểm 25,88. Hiếu Anh là một trong ba học sinh của Hưng Yên được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham gia thi tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế môn hóa học. Kết quả này không bất ngờ bởi em luôn dẫn đầu trong các vòng thi loại do nhà trường tổ chức. Đối mặt với kỳ thi sắp tới, em sẽ luôn duy trì và phát huy phương pháp học tập hiệu quả trước đây và cố gắng nghiên cứu sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa về các đề thi chọn Olympic quốc tế. Năm 2020, em Nguyễn Ngọc Thiện, sinh viên khoa Thủy lợi, trường Cao đẳng Thủy lợi và Cơ điện, đại diện cho tỉnh Hưng Yên tham dự cuộc thi tay nghề giỏi cấp quốc gia và đoạt huy chương vàng với bài thi kỹ năng nghề lắp đặt ống nước. Tham gia thi tay nghề không hề đơn giản, mỗi bài thi có thể kéo dài từ 6 đến 12 giờ liên tục, nên với Thiện muốn đạt kết quả tốt, không gì quan trọng bằng sự cố gắng của bản thân. Đầu tiên là phải rèn luyện sức khỏe, thứ hai là kỹ năng xử lý sao cho tốt và nhanh, chuẩn, không được tốn thời gian. Với ý tưởng chế tạo các thiết bị đồ dùng học tập từ những nguyên liệu tái chế, giá thành rẻ cùng với các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, năm học sinh Đào Quang Minh, Hoàng Vân Linh, Lê Đăng Khôi, Đào Quang An và Giang Cơ Thạch, khối lớp 7, trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, không chỉ giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp cho học sinh toàn tỉnh mà còn đại diện cho tỉnh Hưng Yên tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Là một trong 4 đội tuyển bậc trung học cơ sở nhưng lại tham gia tranh tài cùng các anh chị bậc trung học phổ thông, nhưng các em đã thể hiện bản lĩnh, giành được giải gian hàng ấn tượng. Tham gia học vật lý thì em thấy các bạn quá nhàm chán trong việc mà học lý thuyết không. Vì vậy em muốn lập ra sản phẩm này để bán cho các bạn học sinh. Từ đó sẽ phát huy các năng lực phát triển trí tuệ này, phát triển khả năng nghiên cứu, thí nghiệm và tạo sản phẩm thí nghiệm phù hợp với lứa tuổi. Em muốn có thể đưa cái kiến thức trong sách giáo khoa ra thực tiễn để các bạn vừa hiểu kiến thức vừa có thể thực hành được. Sự cố gắng nỗ lực cùng những thành tích mà các em đạt được không chỉ góp phần làm giàu đẹp truyền thống quê hương mà còn gieo niềm tin về một thế hệ trẻ phát triển năng lực toàn diện.
quý vị và các bạn, dù là đồng bằng hay núi cao, ở bất kỳ nghề nghiệp nào thì người Hưng Yên vẫn luôn cần cù, chịu thương chịu khó, thông minh, dám nghĩ dám làm, giúp sức vượt qua khó khăn thử thách để thành công. Chương trình đã kết nối với phóng viên Trọng Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La, là người con của quê hương Hưng Yên, sẽ dẫn chúng ta đi thăm cơ ngơi của những người Hưng Yên ở khu vực Tây Bắc. Vâng, xin chào chị Phương Lan, kính chào quý khán giả. Tôi cũng rất vui và tự hào khi là người con của quê gốc ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La, nơi biên cương của Tổ quốc. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng cảm nhận về sự cần cù, chịu khó và sự năng động của những người Hưng Yên trên mảnh đất Sơn La. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện chủ trương của Trung ương về vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, hàng nghìn hộ dân từ nhiều tỉnh châu thổ sông Hồng đã ngược lên Tây Bắc. Trong đó, lời kêu gọi đi xây dựng Sơn La ngày ấy đã được đông đảo người dân Hưng Yên hưởng ứng. Bám rễ cho sâu, làm giàu đất mới, thành quả của mồ hôi công sức mà đồng bào Hưng Yên khai hoang mở đất là những vườn cam, đồi nhãn sum suê trái. Quê gốc ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cùng gia đình lên huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La lập nghiệp từ năm 1963. Ban đầu, gia đình ông Nguyễn Văn Ngân ở bản Văn Yên, xã Mường Thải đã từng khai hoang trồng ngô rồi chuyển sang trồng thử nghiệm một số cây như mận hậu, xoài lùn nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2011, sau khi về quê và đi tham quan học hỏi một số nơi, nhận thấy trồng cây cam trên đồi dốc cho hiệu quả kinh tế cao, ông Ngân đã quyết định mua vài trăm gốc về trồng thử. Thấy cây cam cũng khá phù hợp với vùng đất này, nên mỗi năm gia đình ông Ngân lại trồng thêm một ít. Đến nay, gia đình đã có hơn 2 hectare cam đường canh, cam vinh và bưởi diễn. Đất không phụ công người, giờ đây hơn 2 hectare cam đã cho sản lượng gần 30 tấn. Trừ chi phí, gia đình ông thu lãi gần 700 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng một người mỗi tháng. Chúng ta cải tiến kỹ thuật khoa học kỹ thuật từng bước một để nâng cao cái nhận thức cũng như là chuyển hướng dần dần từ những người không biết thì học hỏi những người đi trước là những người đã biết rồi để trao dồi những kỹ thuật để cùng bà con sẽ vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mới ở Sơn La. Ông Đào Khắc Tộ, quê xã Thiện Tiến, huyện Tiên Nữ, mang cây nhãn lên khai phá vùng đất mới đã hơn 60 năm qua, cũng đã dựng được cơ ngơi tại đây. Ông luôn đau đáu hướng về quê hương. Người Hưng Yên cầm đến quả nhãn là nhớ đến quê hương, mà cầm đến quả nhãn là nhớ đến cội nguồn. Đấy, nó quý nhất ở cái chỗ ấy, có quả nhãn của quê hương. Coi như là cái mạch sống nó trở lại với mình. Không chỉ chịu khó, những người con Hưng Yên còn năng động, nhanh nhạy trong làm ăn buôn bán. Ở thành phố Sơn La, những cửa hàng trung tâm mua sắm như Trường Ký, Thinh Mai, Tỉnh Lũy hay Tiến Đàn đều là thành quả của những người con quê gốc Hưng Yên. Chính những cơ sở này đã và đang đóng góp vào sự phát triển của đô thị Sơn La. Dần dần, theo sự phát triển của thời gian và xã hội, ngoài lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba của người Hưng Yên năm xưa đã và đang tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần xây dựng và phát triển mảnh đất hoa ban ngày càng phồn vinh. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối 30 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trước khi bước sang năm mới, thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào tạm biệt.